Chào các bạn. Hôm nay bên ETOY mình vừa nhập về hai set Medmod lẫn RDA của hàng Spiro. Mình sẽ có hai bộ đây, là màu đỏ và màu xanh dương nha. Cái này nhập ké khách là lấy review thôi chứ mình cũng chả có con nào ở đây hết. Đây là cái con màu xanh dương trước con RDA nha. Đây, cái màu sơn thì rất là ok, rất là đẹp. Đây màu sơn. Ok. Đây, nút tiếp xúc màu vàng đồng. Okay, bây giờ mình sẽ coi thử con Mech nha. Đây là con Mech màu xanh luôn. Đi kèm bộ đó thì một cái thẻ bằng kim loại, bằng sắt hay bằng gì đó rất là cứng. Với lại đặc điểm đặc biệt ở đây là nó có một cái dòng chữ Authentic với lại cái mã. Đây mã mỗi con Mech nó sẽ có một cái mã riêng, không có trùng khớp với nhau. Với chữ ký nhà sản xuất. Đây. Sách hướng dẫn và cái Mech. Phía đuôi thì nhìn thiết kế rất là đẹp. Đây. Không thấy, từ từ. Ok. Quá. Đây. Bên trong chết mẹ rồi. Không, nó vậy á. Ok. Cái này gửi được đâu hết rồi không? Ok, ok. Quá review lỗi rồi. Thôi coi dừng cái đít 500. Cái này nó dặn ra đi review tiếp. Ok, con này muốn gắn pin này phải bỏ trên bỏ xuống nha các bạn. Bỏ dưới lăng mài luôn á. Bắt buộc cực dương lên trên. Ok. Với chi tiết của hàng chính hãng này á, thì làm rất là sắc sảo. Ngay cả cái đường vặn nó cũng không có hề một cái dấu tì vết nào cả. Ok, nước sơn thì là sơn nhám. Rất là bền màu, không hề phát hiện lỗi hoặc là bọng. Không còn không khí nào. Mối ráp cũng rất là khít. Để không tìm được mối ráp. Ok. Bây giờ mình bỏ vô trong, mình ngó xung quanh cái hộp ở ngoài nha. Đây. Tất cả đều là size là 24mm. Nên là Mech và RDA nó sẽ liền một khối luôn. Ngoài ra có phiên bản 22, nó 22 nhỏ hơn. Thì mình cảm giác là cái Mech nó to hơn cái này. Đây là con màu xanh nha, xanh dương. Mình đem còn thêm một con mới nữa, là con màu đỏ. Ok, con màu đỏ đây. Vẫn có thẻ nha. Mã số sẽ khác với con kia. Đây mã số với thẻ, thẻ bằng kim loại, bằng sắt. Hướng dẫn. Đây, và cây Mech. Đây là phiên bản màu đỏ. Đổ khách đó. Đổ khách mà lỡ tay khui mẹ đó rồi. Thôi kệ đi. Ok. Rất là đẹp, màu đỏ đẹp hơn màu xanh rất là nhiều. Con phiêu nè. Thằng bê phiêu ức chế rồi. Ok. Quá là tuyệt vời. RDA đóng mở lỗ gió rất là chuẩn. Nhẹ nhàng. Ok, mở bên trong coi có khác gì con kia không. Vẫn như vậy, cái nút tiếp xúc màu bạc rất là đẹp. Đặc biệt ở đây á, là cái răng nó là răng ngược, nên khi mà bạn vặn vô vào á thì nó lại đi ra, rồi vặn ra thì lại đi vào. Ok, bây giờ ngó bên dưới mấy cái RDA có gì trên dưới không? Trong hộp có gì không? Đây mở ra. Đây mình sẽ mở bên dưới hộp RDA coi nó cho thêm cái gì. Wow. Ở đây cho rất là nhiều nha. Một, hai cái dít. Hai dít lục giác. Cho hai cây với ta, hai cây dít lục giác, một bộ ốc dít làm gì cũng chưa có nghiên cứu được á, tí mình sẽ nghiên cứu làm review sau. Một cái chân tiếp xúc và một cái ngầm chuyển qua 510 để xài drip tiếp nhỏ. Đây hết rồi. Đặc tính bên ngoài thì phần chữ mạ bạc nổi phía sau cũng vậy. Nói chung là con này chính hãng mà thật sự cũng chưa cầm con lon bao giờ, nó cũng chưa chính xác là con lon như thế nào. Lấy con này con lon sao anh? Để biết luôn. Ok. Bên dưới đây cũng chẳng có gì hết. Ok, rồi bài review kết thúc, cảm ơn các bạn.